Từ ngày hôm qua thì nhiệt độ ở Bắc miền Trung nói chung và nhất là Nghệ An đã xuất hiện nắng nóng gay gắt. Sang ngày hôm nay thì nắng nóng tiếp tục mở rộng và gay gắt hơn. Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng khi đang vào vụ thu hoạch cây trồng và chăm sóc lúa vụ xuân, bà con nông dân đã có nhiều giải pháp sản xuất phù hợp. Nông dân Nghệ An đã ra đồng từ 4 đến 5 giờ sáng để né tránh nắng nóng với nền nhiệt độ tăng cao. Đối với những loại cây trồng buộc phải thu hoạch để kịp thời vụ, bà con sử dụng bạt, vải để che nắng ngay giữa đồng. Những loại cây cần phơi khô cũng không đưa về nhà mà phơi ngay trên đồng ruộng, sau đó chờ chiều muộn hoặc tối mới bó buộc để mang về. Dự báo chiều nay vùng nắng nóng sẽ bao phủ khắp Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất là 35 đến 38 độ. Có nơi như Mường Lay của Lai Châu hay Mường La, Sông Mã, Yên Châu của Sơn La và Tương Dương của Nghệ An sẽ tiếp tục trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất là từ 35 đến 55%, thời gian nóng nhất là từ 10 đến 18 giờ. Đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến Chủ nhật tuần này, tức ngày 23 tháng 4 rồi giảm dần. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nắng nóng bắt đầu ở Trung Trung Bộ vào tháng 4 và tháng 5 và dự báo có thể kéo dài đến tháng 9. Tại Phú Yên thì nắng nóng năm nay sẽ gay gắt và kéo dài hơn, khô hạn khốc liệt hơn, cần chuẩn bị các kịch bản sớm để ứng phó. Do vậy mà ngành điện lực đã lên kế hoạch ứng phó, nhất là với các vùng sản xuất nông nghiệp thường xuyên bị khô hạn. Trạm bơm nước Mã Vôi ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hình đã liên tục chạy suốt ngày đêm để bơm nước hỗ trợ cho khoảng 28 ha lúa và hơn 30 ha hoa màu. Điện lực Sông Hình đã lắp hẳn một trạm biến áp chuyên cấp điện cho trạm bơm này. Cái mùa khô thì ruộng mình này nó rất thiếu nước. Nói chung là cái máy mình đây bây giờ mình chạy bằng điện. Thành bây giờ là nói chung là mình chạy phải 24 trên 24 giờ để cung cấp nước cho đủ cánh đồng. Cái điện thì nói chung là rất ổn định. Mùa khô tại huyện Sông Hình thường bắt đầu từ cuối tháng 3. Kéo theo đó nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt sản xuất cũng tăng nhanh, nhất là nhu cầu bơm tưới chống hạn cho cây trồng. Với đạo các lực tập trung và rất là chú trọng kiểm tra các trạm biến áp cấp điện cho bơm tưới để phục vụ cho công tác chống hạn. Ưu tiên cấp điện tại 104 trạm bơm chống hạn để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các trường hợp sự cố phải cắt điện để phục vụ công tác sửa chữa thì nhanh chóng chuyển nguồn dẫn điện từ trạm biến áp khác qua nhằm đảm bảo những nơi phục vụ bơm tưới chống hạn và sinh hoạt luôn ổn định ở mức cao nhất.